Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Khánh Dư Niên của tác giả Miêu Nị. Tập 65. Chương 641. Bầu trời sao vẫn vậy. 7. Dương Vạn Lý gương mặt ngăm đen, mặc trên người bộ áo vải thô, đang nhíu chặt lông mày đứng trong lán trúc. Tuy tình hình hiện tại không đến nỗi tệ, nhưng lũ lụt mùa thu mới là đáng sợ nhất. Còn hắn đang gánh trên vai trọng trách từ môn sư của mình, phải âm thầm giám sát việc vận chuyển bạc đến nơi này, do đó áp lực tinh thần vô cùng nặng nề. Mà muốn nhanh chóng chữa đê phân luồng, tuy hắn không hiểu về mấy việc như thế này nhưng cũng sẵn lòng buông bỏ thân phận, tự thân chấp hành. Sau nhiều ngày phơi bình dưới nắng gắt, cuối cùng cũng đã tẩy sạch chút khí chất thư sinh cuối cùng trên người vị môn sinh Phạm Thị này, biến hắn thành một vị quan viên thực sự. Trên con đê, có vài người từ xa đi tới, trông dáng dấp đó chắc là các quan viên được phái đến làm việc tại địa phương khác. Những người kia còn cách xa, đã bắt đầu hò hét về phía lán trúc. Dương Vạn Lý buông vạt áo xuống, lau mồ hôi trên mặt, nhìn về phía đó với vẻ nghi hoặc, cuối cùng nhận ra ai đang đến, không khỏi vui mừng ra ngoài lán nghênh đón. Quý Thường huynh, Dại Lâm huynh, sao các ngươi lại đến đây? Dương Vạn Lý cảm động tiến tới chào đón, nắm chặt lấy hai tay của người vừa đến. Người tới chính là Hầu Quý Thường và Thành Giai Lâm, hai trong số tứ tử của Phạm Môn. Sau kỳ thi mùa xuân, họ được cử đi làm việc ở các vùng quận khác. Nhờ sự hỗ trợ của Phạm Nhàn cộng thêm nỗ lực không ngừng của chính bản thân họ, cho nên thăng tiến khá nhanh. Mới chỉ hơn một năm mà đã nhảy qua mấy bậc, bước qua cái lạch lớn đầu tiên ở cấp bậc thất phẩm. Tuy nhiên, chỗ hai người này nhận chức cách Cát Châu khá xa, cho nên Dương Vạn Lý đang vui mừng cũng không khỏi bất ngờ. Hầu Quý Thường chưa kịp trả lời hắn, chỉ nắm lấy đôi tay đầy vết chai của Dương Vạn Lý, nhìn vào khuôn mặt ngăm đen của hắn. Nói với vẻ cảm động, đại nhân gửi thư, chỉ nói là ngươi đã đến nha môn tổng đốc Hà Vận, nhưng không ngờ ngươi lại khổ cực như vậy. Thành Giai Lâm ở bên cạnh đã có vẻ bùi ngùi. Dương Vạn Lý cười ha hả, như nghĩ đến điều gì, nói với giọng nghiêm túc, ngày thường Vạn Lý chỉ có thể nói suông về chính sự. Nhưng cho tới khi tiếp xúc những vấn đề thực tế của dân chúng, mới nhận ra rằng cuộc sống của bách tính Đại Khánh khó khăn nhường nào. Sư phụ cử ta đến đây để tu sửa đê điều, thực ra là tín nhiệm và bồi dưỡng Vạn Lý. Cũng chỉ có tự mình trải qua những việc này, mới biết rằng dưới khuôn mặt dường như lơ đãng không để ý của sư phụ, thực ra là một trái tim lo cho nước, thương cho dân. Ba người đều chìm vào trầm lặng, cuối cùng lại là Hầu Quý Thường phá vỡ sự tĩnh lặng này, nói đầy ẩn ý, theo lời đồn đại. Đại nhân có thể thuyết phục vị thánh nữ Bắc Tề kia, đều là vì những lời đại nhân đã nói trong Hoàng Cung Bắc Tề. Khi nhắc đến thánh nữ Bắc Tề Hải Đường, tuy ba người này đều là học sinh của Phạm Nhàn, nhưng vẫn không khỏi cười thầm. Dương Vạn Lý nhịn cười hỏi, nói cái gì đấy? Hầu Quý Thường quay mình sang hướng khác, nhìn những lao công trên con đê lớn bên dưới. Nhìn Đại Giang đang gầm thét cách đó không xa, bùi ngùi ca ngợi, trước lo nỗi lo của thiên hạ, sau mới vui niềm vui của thiên hạ. Ta đang nghĩ, lúc trước hình như chúng ta vẫn đánh giá thấp đại nhân. Trước lo nỗi lo của thiên hạ, sau mới vui niềm vui của thiên hạ. Ba người ai cũng nhầm lại lời nói này trong lòng, một cảm giác tôn kính bỗng dâng lên. Sư phụ, tuy bên ngoài có vẻ bại hoại, thực ra lại sở hữu một trái tim trong sáng lương thiện. Dương Vạn Lý nghĩ về những điều mình đã thấy đã nghe trong những tháng qua, nghĩ tới Phạm Nhàn coi trọng công trình trị thủy như thế nào. Nghĩ về những biến đổi của Giang Nam do sự xuất hiện của Phạm Nhàn, không khỏi than thở nói. Bên lán trúc bên đê còn có các quan lại khác trong nha môn Hà Vận, Hầu Quý Thường để ý thấy Dương Vạn Lý vẫn dùng cách gọi sư phụ. Anh không thể không ho khan hai tiếng nhắc nhở, trước mặt người ngoài nên gọi là đại nhân, tránh kẻo triều đình nói chúng ta kết bè kết đảng. Quân tử bằng nhi bất đảng, nhưng nếu thật sự muốn kết đảng, Vạn Lý nguyện làm chó cho sư phụ. Dương Vạn Lý mỉm cười, dùng một cách nói khác hẳn sự trầm tĩnh của mình năm xưa. Thiên hạ đều biết chúng ta là Phạm Môn tứ tử. Miễn là chúng ta đang làm lợi cho người trong Thái Hậu, có cần quan tâm đến lời đồn đại của kẻ khác không?
Hầu Quý Thường thoáng kinh ngạc, sau đó cười ha hả, lời đó đúng thật, hóa ra là ta quá để tâm. Ta thấy nửa năm nay Vạn Lý tiến bộ không nhỏ, ở bên cạnh sư phụ đúng là rất hữu ích cho việc tu thân dưỡng tính. Thành Giai Lâm cũng tỏ vẻ hâm mộ nói, chúng làm quan ở nơi khác, còn ngươi ở Giang Nam, ai mà ngờ sư phụ lại đến Giang Nam. Các bạn đang nghe truyện Khánh Dư Niên của tác giả Miêu Nị tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 642, Bầu Trời Sao Vẫn Vậy, 8. Dương Vạn Lý cười nói, ta cũng không được ở bên sư phụ mấy ngày, ngược lại tiểu tử Sử Xiền Lập kia. Các ngươi phải đến Tô Châu xem thử mới biết hắn bị sư phụ thay đổi đến nhường nào. Nói tới đây, Dương Vạn Lý mới nhớ ra hỏi, các ngươi định đi đâu vậy? Thành Giai Lâm mỉm cười trả lời, nửa năm qua sư phụ chỉnh đốn quan lại ở Giang Nam, xuất hiện không ít vị trí trống, vì vậy bộ lại đã điều chuyển ta đến Tô Châu. Dương Vạn Lý vui vẻ gật đầu, biết Thành Giai Lâm đi Tô Châu chắc chắn sẽ hữu ích cho Phạm Nhàn. Còn ngươi thì sao? Hầu Quý Thường mỉm cười nói, ta sẽ đến Giao Châu, đảm nhận chức điền lại. Dương Vạn Lý ngạc nhiên, thầm nghĩ điều chuyển như vậy khác nào giáng chức, không hiểu Phạm Nhàn sao lại sắp xếp như vậy. Hầu Quý Thường không giải thích gì thêm, hắn chỉ biết rằng Tiểu Phạm Đại Nhân muốn mình đi Giao Châu chắc chắn có thâm ý của người. Hơn nữa, theo những gì sư phụ nói trong thư, chuyện âm hiểm đến mức đó, trong bốn người bọn mình, cũng chỉ có bản thân là miễn cưỡng làm được, trước lo lắng cho nỗi lo của thiên hạ. Trong vùng sông nước của Giang Nam, trên một con thuyền lớn, Phạm Nhàn nằm trên chiếc ghế tre ở sàn thuyền, nhìn lên bầu trời đầy sao. Không nhịn được thở dài nói, ta đến cõi đời này là để hưởng thụ, chứ không phải để lo cho nước, thương cho dân. Vào một đêm như thế, thuyền lớn dọc theo con sông đã rời khỏi Hàng Châu từ lâu. Trải qua một tháng mùa hè bên Tây Hồ, Phạm Nhàn rất cẩn thận nghiên cứu thuốc mà Phí Giới để lại, lại tức giận phát hiện ra rằng những điều mà Khổ Hà nói có lẽ là sự thật. Chẳng qua trong lòng Phí Giới cũng áy náy, không buồn phản hồi thư tử của Phạm Nhàn, không biết lão biến thái ấy đã trốn đi đâu rồi. Có điều Uyển Nhi đã tiếp tục uống thuốc, vì vậy thân thể dần dần phục hồi như trước, tâm trạng của Phạm Nhàn cũng khá lên rất nhiều. Lòng oán hận với Khổ Hà ở Bắc Tề cũng giảm đi không ít. Còn chuyện sinh con, y vốn không vội, bản thân mình mới chưa đầy 20, sao phải vội. Sau khi mọi việc ở Giang Nam đã được quyết định, y dẫn theo mọi người bên cạnh, lên thuyền lớn do thủy sư cung cấp và bắt đầu du lịch dọc theo các con đường thủy của Giang Nam. Những chỗ y tới, đơn giản là Ngô Châu, Giao Châu, Đạm Châu. Lúc này đêm khuya thăm thẳm, Uyển Nhi, Tam Hoàng Tử và những người khác đã ngủ từ lâu. Trên tấm phản yên tĩnh chỉ còn hai người Phạm Nhàn và Lâm Đại Bảo nằm song song. Thậm chí ngay cả kiếm thủ Lục Sử và hồ vệ ẩn mình trong bóng tối cũng được Phạm Nhàn gọi xuống. Phạm Nhàn không ngủ được, Đại Bảo ban ngày ngủ quá nhiều trên thuyền, cho nên cả hai mới thức khuya một chút. Hai người nằm song song, vừa ăn các loại bánh ngọt thơm ngon của Giang Nam, vừa nói chuyện lung tung. Xưa này thế nhân đều không hiểu vì sao Phạm Nhàn lại có mối quan hệ thân thiết với đại cứu ca ngớ ngẩn kia, thậm chí ngay cả Phạm Nhàn cũng không thể giải thích được. Có lẽ, đơn giản là vì khi nói chuyện với Đại Bảo sẽ cảm thấy thật thoải mái chưa từng có, không cần phải suy nghĩ điều gì, không cần phải e ngại cái gì. Hơn nữa không phải nói tới chính trị, nói tới thiên hạ, nói tới đúng sai, nói tới trắng đen, nói tới thiện ác. Nói tới cái chết của người khác hay của chính mình, nói tới Bạch Ngọc Phường, nói tới những chuyện dơ bẩn. Chỉ cần nói tới những thứ đơn giản và vui vẻ như ăn uống. Ví dụ lúc này, bên trên con thuyền lớn là bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Gió từ sông thổi đến, sóng nước không mạnh, con thuyền lớn đậu lại giữa một con hồ vô danh. Phía xa xung quanh là cỏ lau, không có tiếng chim hót gây phiền lòng giữa màn đêm, tất cả đều tĩnh lặng. Bầu trời đầy sao trên đầu, cô đơn và xa xôi, Phạm Nhàn nhìn lên bầu trời sao, nói với Đại Bảo bên cạnh, người nói xem, những ngôi sao trên trời kia là gì? Là hạt vừng, Đại Bảo giơ bàn tay múm mím lên so sánh, mặt trăng. Là bánh nướng, sao? Là hạt vừng, Tiểu Bảo đã từng nói,
Tiểu Bảo chính là Lâm Nhị Công chết trên tay Ngũ Trúc Thúc. Trong lòng Phạm Nhàn bỗng ngây ngốc, chợt mỉm cười, chỉ lên bầu trời đầy sao và ánh trăng cong cong, nói, ta không biết liệu trăng có phải là bánh nướng không? Ta chỉ biết rằng, bầu trời sao của Khánh Quốc này vốn có một vầng trăng sáng, cũng có những vì sao kia, hơn nữa. Điều kỳ lạ là ban ngày lại có một mặt trời. Mặt trời mọc vào ban ngày, sao và trăng xuất hiện vào buổi tối. Điều này tuyệt đối không thể gọi là kỳ lạ, đó là kiến thức cơ bản mà bất cứ đứa trẻ nào cũng biết. Nhưng Đại Bảo lại gật đầu một cách nghiêm túc, nói, Tiểu Nhàn Nhàn, ta cũng cảm thấy thật kỳ lạ. Phạm Nhàn thở dài, nói, đúng vậy, thật kỳ lạ, khi còn nhỏ, ta đã phát hiện ra vị trí của thế giới này vẫn là địa cầu. Các bạn đang nghe truyện Khánh Dư Niên của tác giả Miêu Nị tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 643, Cô Gia của Ngô Châu, 1. Điếu ngư thai, thập niên bất thượng giã Âu Sai. Bạch Vân lai vãng thanh sơn tại, đối tiểu khai hoài. Khiếm y chu tể thế tài, phạm lưu nguyễn tham bôi giới, hoàn lý đỗ ngâm thi trái. Toàn trai tiếu ngã, ngã tiếu toàn trai. Vãn quy lai, tây hồ sơn thượng giã viên ai. Nhị thập niên đa thiểu phong lưu quái, hoa lạc hoa khai. Vọng vân tiêu bái tương thai, tụ tinh đấu an bang sách, phá yên nguyệt mê hồn trại. Toàn trai tiếu ngã, ngã tiếu toàn trai. Giải nghĩa, Nghiêm Tử Lăng trốn ở điếu ngư đài đã được tới 10 năm, bảy chim dã quạ đang suy đoán ta đã tới đâu rồi. Mây trắng mơ màng trên núi xanh, ta vui vẻ uống rượu ngon. Dù không có tài năng của Y Doãn và Chu Công, nhưng niềm yêu thích rượu của ta vượt qua cả Lưu Linh, Nguyễn Tịch và những hiền nhân khác trong rừng trúc bảy hiền. Đối với thơ, ta không kém cạnh Lý Bạch và Đỗ Phủ. Quán Vân Thạch cười nhạo ta, ta mơ ước Quán Vân Thạch. Trên núi Cô Sơn bên Hồ Tây, khỉ hoang liên tục gào khóc, kêu ta mau về quê hương. 20 năm qua đã có bao nhiêu nhân vật xuất sắc kỳ lạ, theo gió mưa rơi hoa nở. Nhìn từ xa ngọn mây cao vút, danh tướng Trung Hưng lạy tượng đài. Tay ẩn chứa đầy sao trời, lòng mang kế sách an bang, công phá trại hoa khói, gió trăng, mê hồn. Quán Vân Thạch cười nhạo Trương Khả Cửu cười nhạo Quán Vân Thạch. Trong thành Ngô Châu, không khí đang nóng lên, những bông hoa dại nhỏ bé ở góc đường như biết ngày không còn nhiều, vì thế đã dốc hết sức mình, phẫn nộ nở rộ lần cuối cùng. Màu vàng thắm với bức tường thành xanh xám làm nền, trông càng bắt mắt. Bên còn lại của con đường ven hồ là một quán rượu mới được tu sửa không lâu ở Ngô Châu, đó là nơi thanh tĩnh nhất, náo nhiệt nhất. Kia gọi là thanh tĩnh náo nhiệt, thực ra không hề mâu thuẫn, thanh tĩnh chỉ đề cập đến hoàn cảnh, còn náo nhiệt chỉ đề cập đến đám đông. Lúc này vừa mới qua chưa không lâu, thái dương trên trời tỏa ra tia sáng chói lóa, hơi nóng hừng hực lan tỏa khắp trong thành, đẩy tất cả những kẻ nhàn rỗi vào trong các quán rượu. Phía sau quán rượu, có một cái hồ nhỏ vừa mới được mở không lâu, gió trên hồ theo đó thổi vào. Giống như chiếc quạt lớn xuất xưởng từ nội khố, chỉ có điều không cần dùng sức người cũng có thể mang gió mát đến cho mọi người trong quán. Mặt hồ bèo nước tùm, trải rậm rạp trên mặt nước, che chắn ánh nắng mặt trời, tạo bóng bảo vệ những chú cá dưới làn nước. Kể từ khi kinh đô có thêm một nơi gọi là Bão Nguyệt Lâu, có vẻ như tất cả các quán rượu trong thiên hạ chỉ qua một đêm mà đều phát điên. Bắt chước theo cách bài trí đó, sau quán có hồ, bên hồ có viện. Nhưng quán rượu, hồ, viện ở Ngô Châu này thực ra đều thuộc về cùng một người. Đối với người dân Ngô Châu, người này giống như sự thanh tĩnh của lầu, như tấm bèo trên mặt hồ. Như gió mát thổi qua dân gian của quán này, đâu đâu cũng có, bảo vệ, che chở tất cả mọi thứ trong thành Ngô Châu. Ngô Châu không có thương gia lớn, không có gia tộc lớn, không có quân đội lớn, có, chỉ là vị đại nhân này. Kể từ hơn 20 năm trước, sau khi vị đại nhân này từ gia cảnh nghèo khó trở thành quan viên, tên của ông đã trở thành biểu tượng của thành Ngô Châu, chỉ cần ông ở đó, ngày tháng của nhân dân Ngô Châu vẫn sẽ trôi qua tốt đẹp. Mọi người đều có tình cảm đối với quê hương,
dù cho thiên hạ đều xem vị đại nhân kia như tên thiên cổ đệ nhất gian tướng, nhưng đối với Ngô Châu, vị đại nhân này chính là Ngô Châu. Thậm chí trên quan trường, mọi người thường không gọi thẳng tên, chỉ gọi vị đại nhân kia là Lâm Ngô Châu. Phải, người mà chúng ta đang nói đến chính là vị tể tướng cuối cùng của triều đình Đại Khánh, vị tướng gia tiền nhiệm này đã về Ngô Châu dưỡng lão, Lâm Nhược Phủ. Kể từ khi Lâm Nhược Phủ tử quan về quê với thuộc hạ của ông rất ít khi ra ngoài gặp mặt với bách tính Ngô Châu. Ngay cả các vị đại nhân giữ lễ đệ tử, cung kính chẳng khác nào con cháu như Chi Châu, Tổng Đốc, cũng ít có cơ hội thấy được dung mạo của ông. Nhưng ảnh hưởng của ông đối với Ngô Châu là không ai sánh kịp, thậm chí không nói tới lực ảnh hưởng, ít nhất một nửa sản nghiệp trong thành Ngô Châu đều thuộc về họ Lâm. Ngô Châu phồn hoa là nhờ ông lấy của thiên hạ, cho nên bách tính Ngô Châu dù có thế nào cũng không thể nói xấu một câu về Lâm Nhược Phủ, kể cả những học sinh nhiệt huyết nhất, nhưng người khác thì chưa chắc đã như vậy. Các bạn đang nghe truyện Khánh Dư Niên của tác giả Miêu Nị tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyện đọc việt.com. Chương 644, Cô Gia của Ngô Châu, 2. Ta muốn lên tiếng đòi lại công bằng cho vị Minh gia. Trong quán rượu, một người khoảng 30 tuổi nổi giận nói, gương mặt đầy vẻ tức giận. Không rõ nghề nghiệp của hắn là gì, nhưng trong lời nói đậm chất chua ngoa không thể giấu nổi. Chẳng lẽ bức tử một mạng người mà triều đình chỉ phạt chút bổng lộc là xong? Vụ việc ở Giang Nam tác động quá lớn, cũng ảnh hưởng đến Ngô Châu thuộc Giang Bắc. Bây giờ trong thiên hạ đang có rất nhiều lời bàn tán về sự việc ở Giang Nam. Dù sao Khánh Quốc cũng không phải là quốc gia khép kín cấm bàn luận, mà ngay cả bát sử giám sát viện cũng không thể giám sát tất cả các nơi ngoài kinh đô. Vì thế khi bàn tán mọi người cũng khá to gan. Do cái chết bất thường của Minh Lão Thái Quân, danh tiếng của Khâm Sai khu vực Giang Nam Phạm Nhàn cũng phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Tiếp đó, sau một loạt các biện pháp, Minh gia đã bắt đầu lung lay, càng chứng tỏ lòng dạ hiểm độc của Phạm Nhàn. Thế nhân thường đồng tình với kẻ yếu, do đó trong những cuộc bàn tán, thường có phần khinh thường bên phía quan phủ. Chỉ có điều sau khi Phạm Nhàn tự mình bước lên sân khấu, hào quang của y quá chói lóa, đến nỗi bóng tối của giám sát viện cũng không thể làm mờ đi. Do đó, không phải mọi người đều đang lên tiếng vì Minh gia, mà vẫn những học sinh trẻ tuổi có được thông tin không biết từ đâu. Lại tiếp tục nhích kiếm mông của mình về phía lãnh tụ của sĩ tử trong thiên hạ Tiểu Phạm Đại Nhân. Nói cho cùng, thật ra không có nhiều người tin rằng Tiểu Phạm Đại Nhân văn thơ lai láng, lại đi tham ô của Minh gia. Minh gia, có gì bất công? Một người trẻ tuổi khoảng 20 tuổi cười nhạo, chỉ là một lũ đồng lõa với hải tặc, giết người cướp của mà thôi. Tiểu Phạm Đại Nhân đối phó với chúng, chính là may mắn cho triều đình, phúc cho nhân dân. Chỉ có loại ngu si như ngươi mới lên giọng ngớ ngẩn như vậy thôi. Người đàn ông trung niên kia tức giận, vỗ một cái lên bàn nói, lấy đâu ra hải tặc. Đừng có ngậm máu phun người, ta là người Tô Châu, Minh Lão Thái Quân tử bi nhường nào. Người ta đã chết rồi. Ai cho phép thằng nhãi con miệng hôi sữa như người vu khống? Người trẻ tuổi trước đó cãi vã với hắn là một sĩ tử trong thành Ngô Châu. Lúc này nghe người trung niên kia tự xưng là người Tô Châu, mới hiểu đối phương từ Tô Châu đi đến, không khỏi cười lạnh một tiếng, vẫy cây quạt nói, việc này đã đồn đạp khắp giới sĩ tử từ lâu, Minh gia. Ngươi còn tưởng bọn họ thật sự trong sạch hay sao? Thật ra về Tiểu Phạm Đại Nhân, xin hỏi huynh đài, người có biết có việc gì Tiểu Phạm Đại Nhân đã từng làm mà không thể để lộ ra ngoài ánh sáng không? Vị thương nhân Tô Châu kia sửng sốt, suy nghĩ cẩn thận lại phát hiện ra trong những năm qua Phạm Đại Nhân luôn dành trọn thời gian tại Kinh Đô để phục vụ triều đình. Nếu muốn nói rằng hắn từng làm điều ác gì, thực sự không nói ra được. Học sĩ Ngô Châu cười mỉm, nói, không nghĩ ra có đúng không? Tiểu Phạm Đại Nhân có tài cao ngút trời, hành xử rất đứng đắn. Khám phá vụ án gian lận trong kỳ thi mùa xuân, đi đến Bắc Tề để dương oai cho Đại Khánh ta với nước khác. Nhân vật như vậy, làm sao có thể đoạt lợi với lũ thương nhân đầy mùi tiền các ngươi được? Còn về Minh gia, nếu không phải bọn chúng đã làm quá nhiều việc khiến nhân thần căm phẫn, làm sao lại khiến cho Tiểu Phạm Đại Nhân phải ra tay?
Thực ra lời nói này cũng có phần cưỡng từ đoạt lý, có điều nó cũng khiến cho vị thương nhân Tô Châu kia trong lúc nhất thời không thể phản bác. Chỉ có thể nói với vẻ đầy hận thù, Minh Gia cấu kết với hải tặc. Người ở Giang Nam còn không biết, người ở Ngô Châu lại biết. Hải tặc ở đâu? Tại sao triều đình không bắt chúng? Nếu Minh Gia thực sự có vấn đề, triều đình nên xử lý theo luật pháp, tại sao lại dùng sức mạnh để bức ép người khác? Cả hai bên càng cãi càng dữ dội, giọng nói dần dần lớn lên, cũng càng ngày càng nóng nảy. Dù cho thương nhân tuy chưa cãi đuối lý, nhưng mặt mày đã đỏ lên, đứng dậy, xắn tay áo lên, chuẩn bị đánh nhau. May thay có người ra tay can ngăn, thư sinh yếu đuối kia mới không chịu thiệt. Nhưng không ai để ý rằng, trong quá trình can ngăn, hình như có mấy cái chân âm thầm đạp mấy cái vào thương nhân Tô Châu, khiến hắn la oai oái. Thấy cảnh tượng này, mọi người trong quán rượu sửng sốt, đặc biệt là những khách lữ hành đi ngang qua Ngô Châu. Nghĩ thầm một cuộc tranh luận về Tiểu Phạm đại nhân tại sao lại khiến thương nhân Tô Châu như đã đắc tội với toàn thể bách tính Ngô Châu. Sau một hồi quan sát, những vị khách lữ hành này càng cảm thấy kinh ngạc, thậm chí cả tiểu nhị cũng đến đạp thêm một cú. Các bạn đang nghe truyện Khánh Dư Niên của tác giả Miêu Nị tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 645, Cô Gia của Ngô Châu, 3. Cuối cùng có người không chịu được, trong từ góc quán có tiếng hô khẽ, tất cả ngừng tay. Người vừa lên tiếng là một nữ nhân, mặc trang phục bó sát người, quần áo màu vàng nhạt, ôm sát quanh thân thể đầy những đường cong. Bên eo đeo một thanh trường kiếm, có vẻ là nhân sĩ giang hồ, nhưng gương mặt lại vô cùng thanh tú. Những người cùng bàn với cô nghe thấy tiếng hô này, dồn dập than gay go, thầm nghĩ tiểu sư muội lại chuẩn bị gây rối rồi. Bọn họ sợ sệt nhìn về phía sư phụ ở sau bàn, muốn gọi cô gái kia lại, nhưng không ngờ động tác của cô gái quá nhanh, đã chạy tới giữa quán. Sư phụ trên của nhóm khách trên bàn này là một người trung niên, tinh khí toàn thân nội liễm, nhìn ra sâu cạn. Hắn cũng bất đắc dĩ lắc, dường như cũng không có cách nào đối phó với cô nương kia. Đám người đang hùng hục đánh đập thấy có người nhiều chuyện tới bèn tản ra, chỉ còn lại mình thương nhân Tô Châu đáng thương ở giữa. Dù sao cô gái này cũng mang theo kiếm, dân chúng bình thường nào dám trêu chọc vào. Vì sao các ngươi đánh hắn? Cô gái nheo mắt, hỏi thẳng. Dân chúng Ngô Châu trong quán nhìn nhau mỉm cười, không thèm để ý tới cô. Ngược lại, thư sinh lúc trước cười lạnh nói, xúc phạm mệnh quan triều đình ngay trước mặt mọi người. Cho dù các vị đại nhân rộng lượng, nhưng chẳng lẽ những người như chúng ta cũng không được đánh à? Xúc phạm mệnh quan triều đình, cô gái trẻ tuổi kia cau mày lộ vẻ khó chịu, nói. Cái tên Phạm Nhàn kia có gì tài ba, trong lầu xôn xao. Tuy thương nhân Tô Châu nói năng bất kính với Phạm Nhàn đến đâu đi nữa, nhưng lúc này nghe cô gái trước mặt to mồm khoác lác coi thường Phạm Nhàn, cũng không kìm nổi bất ngờ. Phạm Nhàn là ai? Trong thiên hạ hiện giờ, còn có người trẻ tuổi nào danh tiếng lớn hơn y? Làm sao cô gái này sao dám nói như vậy? Thư sinh Ngô Châu kia cười lạnh trả lời, đúng là Tiểu Phạm đại nhân không có gì tài ba, chỉ là trên cõi đời này khó mà tìm được ai tài ba hơn ngài ấy. Nữ nhân thanh tú kia nhíu mày, dường như cảm thấy việc bắt nạt những người này chẳng có gì đáng tự hào, hỏi ngược lại, nhưng việc này lại có liên quan gì đến các ngươi? Thư sinh Ngô Châu mỉm cười chế nhạo, không hiểu à? Tiểu Phạm đại nhân là cô gia của Ngô Châu chúng ta. Người này lại dám đứng trong quán rượu ở Ngô Châu, nói xấu cô gia đại nhân nhà chúng ta, người nói xem hắn có đáng bị đánh không? Cô gia của Ngô Châu. Phạm Nhàn cưới con gái của Lâm Nhược Phủ, rất tự nhiên có một mối quan hệ cực kỳ thân mật với Ngô Châu, nơi mà y chưa bao giờ đến. Kể từ sau khi Lâm Nhược Phủ từ chức, Ngô Châu không còn có ai đại diện lên tiếng tại Kinh Đô, nhân dân không khỏi căm tức. Nhưng Phạm Nhàn cô gia sinh sống một cách bá đạo đến vậy, dân chúng Ngô Châu cũng có cảm giác tự hào, làm sao lại cho phép lữ khách từ nơi khác ngông cuồng phê phán Phạm Nhàn. Thương nhân Tô Châu ăn trận đòn này, đúng là tai bay vạ gió. Ai bảo hắn quên mất mối quan hệ giữa Tiểu Phạm đại nhân và Ngô Châu. Nữ nhân kia thanh tú kia có vẻ rất không ưa Phạm Nhàn, khóe miệng hơi vểnh lên, lộ vẻ trào phúng,
Thế thì sao? Đâu có thấy hắn dám làm càn ở chúng ta Bắc Tề chứ? Hóa ra chỉ là dựa vào oai hùng của cha vợ, trốn ở Ngô Châu làm rùa đen thôi. Hóa ra tất cả những người này đều là người Bắc Tề. Tuy Nam Khánh và Bắc Tề đã giao hảo trở lại từ lâu, hai nước thông gia cộng thêm Khổ Hà thu nhận đệ tử, đang trong thời gian trăng mật, nhưng dù sao cũng là kẻ thù suốt mấy chục năm. Thù oán giữa bách tính hai nước cũng chẳng thể giảm bớt bao nhiêu. Lúc này, nghe nữ nhân kia tự tiết lộ thân phận, mọi người trong lầu đều lộ vẻ cảnh giác e ngại. Ngay cả thương nhân Tô Châu vừa bị đánh cũng tự thấy xui xẻo, nhổ một bãi nước bọt ra sàn nhà, không buồn nói cảm ơn người đã giúp mình, ngay lập tức quay người xuống lầu. Nữ nhân thanh tú kia xuất thân cao quý, sư môn lại là tồn tại hàng đầu trên thế gian, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như vậy, tâm trạng lập tức trở nên khó chịu. Đúng vào lúc này, vị sĩ tử Ngô Châu nổi giận mắng, tiểu phạm đại nhân là rùa đen. Vậy thánh nữ Bắc Tề của các ngươi là gì? Trong quán rượu lập tức trở nên tĩnh lặng, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả sợi tóc hất lên bên mặt nữ nhân thanh tú đang nổi giận kia. Sắc mặt của cô gái Bắc Tề lập tức lạnh đi, trong mắt lóe lên vẻ sắc bén, dường như lời nói kia đã khiến cô thật sự nổi giận. Ngón tay thon dài chậm rãi đặt lên chuôi kiếm bên hông, một luồng kiếm ý sắp bung ra, khiến cho gió mát trong lầu như ngưng đọng lại. Các bạn đang nghe truyện Khánh Dư Niên của tác giả Miêu Nị tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 646, Cô Gia của Ngô Châu, 4. Cảnh giới huyền diệu như vậy, bách tính bình thường làm sao chống nổi? Vị thư sinh Ngô Châu kia chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, gương mặt đầy sợ hãi, gần như sắp quỳ xuống đất. Trên bàn rượu, vị sư phụ của cô gái Bắc Tề, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt nghiêm nghị lắc đầu không đồng ý, nói, không được đả thương người khác. Cô gái Bắc Tề oán hận buông chuôi kiếm ra, nhưng sắc mặt biến đổi liên tục, đột nhiên xuất trưởng DAH. Chính lúc này, một cái bóng xám lóe lên, ngăn trước mặt vị thư sinh Ngô Châu, người trung niên bên bàn nhíu mày. Cô gái thanh tú xuất trưởng đánh ra, đã không thể rút lại, va thẳng vào một vật cứng. Cô rên lên một tiếng, cảm nhận được kình lực mạnh mẽ do đối phương đẩy sang, biết mình không phải là đối thủ, trước ngực nghẹn cứng, bị đẩy lui vài bước. Người vừa đến mặc một bộ áo xám, một tay che chắn vững vàng trước mặt, bàn tay nắm chuôi một thanh trường đao, mũi đao đâm xuống sàn nhà. Vừa rồi là hắn dùng thanh đao này chặn một trường mờ ảo bất định của cô gái xinh đẹp kia. Cô gái thanh tú nhìn thanh trường đao quái lạ trong tay người mặc áo xám, nhìn gương mặt không chút biểu cảm của hắn, hừ lạnh một tiếng, biết mình không phải là đối thủ của hắn nhưng trong lòng không hề sợ hãi. Sư phụ và các sư huynh đệ của mình đều ngồi trên cái bàn đằng sau, toàn bộ Nam Khánh, chỉ cần Diệp Lưu Vân không đến, ai có thể làm gì với ta. Thế nhưng cô sẽ không chấp nhận chịu thiệt một trưởng như vậy, cắn chặt răng, xoay cổ tay rút thanh kiếm mỏng bên eo ra, vung thành một đóa kiếm hoa, chuẩn bị đánh tới. Quay lại, người trung niên bên cái bàn phía sau cô chậm rãi nói, giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng mang vẻ uy nghiêm không thể chống cự. Cô nương kia dậm chân một cái đầy căm tức, lùi về bên bàn, không chấp nhận nói, sư phụ, cho con đánh thêm một trận, con không tin mình không thể đánh bại hắn. Người trung niên kia mỉm cười nói, năm ngoái ở Kinh Thành, ngay cả thành sư huynh của ngươi cũng thua dưới tay vị đại nhân này, làm sao ngươi có thể là đối thủ của hắn được. Cô nương kia ngớ người, quay đầu nhìn lại, thấy vị cao thủ không biết từ đâu xuất hiện đang thi lễ với sư phụ mình, Lang Đảo đại nhân, đã lâu không gặp. Cao huynh, đã lâu không gặp, hôm nay đúng là tình cờ. Người trung niên bên bàn, đương nhiên chính là đệ tử đầu tiên của quốc sư Bắc Tề Khổ Hà, cao thủ số một trong cung, sư huynh của Hải Đường Đoá Đoá, Lang Đảo đại nhân. Còn người mặc áo xám tay cầm trường đao vừa từng cứu mạng thư sinh Ngô Châu, đương nhiên chính là thủ lĩnh hổ vệ bên cạnh Phạm Nhàn, Cao Đạt. Tình cờ, hai bên đột nhiên gặp nhau ở Ngô Châu, đương nhiên không thể chỉ giải thích bằng hai chữ tình cờ. Lang Đạo nhìn Cao Đạt mỉm cười nói, hắn vẫn không muốn gặp ta, phải không? Gương mặt Cao Đạt không chút thay đổi, kính cẩn đáp, đường xa mệt mỏi,
thiếu nãi nãi đang tĩnh dưỡng, thiếu gia không rảnh. Vị cô nương kia tò mò nhìn sư phụ mình và người này trò chuyện, thế mới biết, hóa ra sư phụ mình quen biết người này. Chẳng qua cô luôn tu hành trong núi, không biết chuyện đã xảy ra ở Bắc Tề, cho nên không đoán ra thân phận của Cao Đạt. Thật ra ngay cả chuyến đi Giang Nam lần này cũng là cô tự ý quyết định, hoàn toàn không biết kế hoạch thực sự của sư phụ. Lang Đào từ từ cúi đầu, hai ngón tay nhẹ nhàng nắm chén rượu, từ tốn nói, làm phiền ngươi truyền lời cho ta, chuyện này không thể cứ kéo dài mãi được. Người Bắc Tề chúng ta cũng có kiêu hãnh của người Bắc Tề. Sau khi nói xong câu đó, Lang Đào đứng dậy, chuẩn bị dẫn theo các đệ tử của mình đi khỏi. Chính vào lúc này, một lớp rèm trúc bên cạnh nhẹ nhàng lay động, một vị người trẻ tuổi anh tuấn thanh tú bước ra từ bên trong. Người trẻ tuổi này có dung mạo tuấn mỹ tuyệt trần, đôi môi mỏng khẽ mím lại, trên gương mặt nở nụ cười hòa nhã, nhưng hôm nay nụ cười này lại mang ý vị khiến người ta không rét mà run. Lang Đào dừng bước, nhìn về phía người đến bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Người trẻ tuổi kia chỉ nhẹ nhàng cúi đầu thi lễ với hắn, sau đó quay đầu sang. Nhìn vị cô nương vừa gây rối kia với vẻ như cười như không, nói, đây là trong lãnh thổ Nam Khánh, ngươi hành hung người khác như vậy, chẳng lẽ định cứ thế mà đi. Lang Đào thầm kinh ngạc, không biết vì sao người có địa vị như đối phương lại muốn gây khó dễ với nữ đệ tử của mình. Hắn định nói gì đó nhưng lại thấy đối phương vung tay kiên quyết ngăn lại. Lang Đào bất đắc dĩ lắc đầu một cái, bây giờ triều đình phương Bắc phụ thuộc quá nhiều vào người trẻ tuổi, chỉ có thể để mặc hắn. Các bạn đang nghe truyện Khánh Dư Niên của tác giả Miêu Nị tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 647, Cô gia của Ngô Châu, 5. Vị cô nương Bắc Tề kia không nhận ra đối phương là ai, còn tưởng rằng lại là một tên hủ nho nói những lời khiêu khích. Cô cười lạnh nói, cô nương ta đây đứng không đổi tên, đi không đổi họ. Họ Vệ tên anh Ninh, các ngươi có gì muốn chỉ giáo? Vệ anh Ninh. Người trẻ tuổi kia nhìn cô gái thanh tú kia, ánh mắt sáng bừng lên, liên hệ với tin tức gần đây nhận được. Cùng với mục đích của Lang Đạo khi đi xuống phương Nam, y lập tức hiểu ra vì sao cô gái này lại tức giận như vậy. Y quay sang hỏi Lang Đào, đồ đệ của ngươi à? Lang Đào mỉm cười gật đầu một cái. Người trẻ tuổi nhức đầu hỏi, cô ấy là muội muội của Vệ Hoa à? Lang Đào lại tiếp tục gật đầu, cảm thấy buồn cười, chuẩn bị xem người trẻ tuổi trước mặt sẽ giải quyết việc này như thế nào. Chẳng ai ngờ được rằng, chàng trai trẻ tuổi kia chỉ phát ra một tiếng. Ồ, sau đó không còn hỏi thêm điều gì nữa. Y quay hướng về phía cô nương tên Vệ Anh Ninh, nói với giọng ôn hòa, xét thấy tình huống không gây ra hậu quả nghiêm trọng, ngươi để thanh kiếm kia lại đây, ta sẽ bỏ qua cho ngươi lần này. Để lại kiếm. Vệ Anh Ninh tức giận, Thiên Nhất Đạo rất chú trọng sư thừa, thanh kiếm bên hông đều là được sư phụ ban cho, người ta thường nói rằng người còn, kiếm còn. Người mất, kiếm cũng mất, làm sao có thể tùy tiện bỏ lại được. Cô cười lạnh nói, ngươi là ai mà dám nói năng kiêu ngạo như vậy? Rốt cuộc giữa hai hàng mi của Lang Đào cũng hiện lên một luồng sát khí, có vẻ không ngờ người trẻ tuổi kia không nể tình xưa như vậy. Người trẻ tuổi nhìn Vệ Anh Ninh, mỉm cười nói, ta là ai không quan trọng, nhưng ta biết ngươi là ai. Ngươi là muội muội của Vệ Hoa. Còn ta thì trên bàn ăn có thể gọi cha già của ngươi là huynh đệ, ngươi coi như là hậu bối của ta, ta giáo dục ngươi một chút thì có gì là sai. Y lại quay sang nhìn Lang Đào, cười lạnh nói, dùng phương pháp vô sỉ như thế này để ép ta phải hiện thân, thú vị lắm à. Lang Đào cười khổ một tiếng, lại ngồi xuống. Đám đệ tử đi theo hắn thấy tiểu sư muội bị sỉ nhục, ngay cả vị sư phụ của mình đang có danh tiếng rất lớn ở Bắc Tề cũng thờ ơ không hỏi đến, ai nấy không khỏi kinh hãi. Vệ Anh Ninh nghe hắn nói vậy, nhưng hoàn toàn không tin. Cha mình chính là Trường Ninh Hầu Gia, anh em ruột với Thái Hậu Bắc Tề. Làm sao có thể xưng huynh gọi đệ với người trẻ tuổi đẹp đẽ như nữ nhân trước mặt? Bờ môi cô run lên vì giận dữ, chỉ kiếm về phía trước, quát lên, đừng có nói linh tinh. Người trẻ tuổi nhìn cô với ánh mắt không đồng tình, trong lòng thầm nghĩ, tính khí bạo lực này không giống cái tên âm hiểm gian xảo Vệ Hoa, mà rất giống lão sâu rượu Trường Ninh Hầu Gia,
chưa tính đến mối quan hệ của mình với gia đình cô nàng này. Chỉ riêng việc lão kỹ nữ Bắc Tề kia gây vạ cho mình, ngày hôm nay phải cho cô nàng này một bài học. Y vung tay, động tác nhanh như chớp giật, đầu ngón tay chạm hở lên hổ khẩu của Vệ Anh Ninh, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, đã cướp lấy thanh trường kiếm kia. Y ra tay nhanh như điện chớp, quan trọng nhất là không hề có dấu hiệu gì, động tác linh hoạt tinh tế. Đúng là tiểu thủ đoạn tinh xảo. Vệ Anh Ninh trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, chẳng khác nào thấy ma thấy quỷ, sợ đến mức há hốc miệng mà không thể nói ra lời. Người trẻ tuổi chậm rãi vuốt ve mặt kiếm, khen ngợi, đúng là kiếm tốt. Tiểu tử Vệ Hoa kia ôm hết tiền lão tử đưa cho vào trong phủ của mình, lại còn không thấy ngại đi cướp vợ với ta. Vệ Anh Ninh cảm thấy trước ngực nghẹn lại, nhận ra mình thật ngốc, đến giờ mới nhận ra thân phận của người trước mặt. Huynh trưởng của mình chính là chỉ huy sứ của Cẩm Y Vệ Bắc Tề, là nhân vật khiến người người kính sợ. Trên thế gian này, ngoại trừ hoàng đế, có lẽ chỉ có người kia mới dám nói chuyện với vẻ coi thường như thế. Người trẻ tuổi nhẹ nhàng gảy lưng kiếm, nhăn mày nhìn cô nói, muội muội của ta là tiểu sư cô của ngươi, vị hôn thê chưa qua cửa của ta là đại sư cô của ngươi. Cho dù tính theo cách nào, ngươi cũng là hậu bối của ta. Ta giáo huấn ngươi một chút, có vấn đề gì không? Đúng là thiên nhất đạo rất coi trọng điều này, Vệ Anh Ninh cũng không thể phản bác được điều gì. Nhưng nghĩ tới người trẻ tuổi ghê tởm trước mặt lại dám khinh bạc đoá đoá sư cô như vậy, khiến cho vệ phủ nhà mình chịu nhục, cô giận dữ đến mức mặt mũi đỏ bừng. Không sai, ta chính là cô gia của thành Ngô Châu này. Phạm Nhàn mỉm cười nói, ý định của các ngươi khi tới đây, ta cũng biết rõ. Nhưng hãy bỏ qua ý nghĩ đó đi, bảo cả Vệ Hoa cũng từ bỏ ý định đó đi. Nói chính xác hơn, xin Thái Hậu của các ngươi từ bỏ ý định này đi, chỉ cần qua ít ngày nữa, các ngươi chung quy cũng phải gọi ta là cô gia. Sau khi nói xong, y nắm thanh kiếm trong tay, vò thành một đống sắt vụn, rồi ném trả lại. Các bạn đang nghe truyện Khánh Dư Niên của tác giả Miêu Nị tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 648, Đàm Phán Với Đằng Nhà Vợ, 1. Lại nói tới đoàn người Phạm Nhàn rời Hàng Châu từ lâu, tới Ngô Châu đã gần nửa tháng. Chỉ có điều chuyện này ngoại trừ báo cáo cho Hoàng đế, còn lại không hề để lộ ra. Do đó bách tính tại Ngô Châu cũng không biết chuyện này. Thế nhưng trên thế gian này không có bí mật nào là tuyệt đối, đặc biệt là những sự việc như về thăm người thân tại quê nhà càng không thể giấu giếm mọi người. Vì vậy, lang đảo đệ nhất cao thủ trong cung, đại đồ đệ của quốc sư Bắc Tề, có biết được tung tích của Phạm Nhàn cũng không phải là chuyện khó tưởng tượng. Còn chuyện lang đảo xuống phía nam lại liên quan đến một vấn đề thú vị khác. Từ mùa xuân khánh lịch năm thứ 6, thánh nữ Bắc Tề Hải Đường đoá đoá một mình xuống giang nam gặp Phạm Nhàn. Câu chuyện trong mấy tháng này, lâu nay đã được truyền khắp Nam Bắc Đại Giang. Đặc biệt là Phạm Nhàn còn ra sức bố trí, tin đồn lan truyền. Ai cũng tin rằng giữa Phạm Nhàn, Khâm Sai đại thần của Nam Khánh, và Hải Đường, thánh nữ của Bắc Tề, có một mối quan hệ mập mờ khó tả, ám muội đến không thể ám muội hơn. Cũng như Phạm Nhàn trên chiếc giường kia, đắp chung tấm chăn lớn với Hải Đường, hai người chia sẻ những lo lắng gần gũi. Một câu chuyện lãng mạn như thế giữa nam nữ, không hề làm người ngoài bất ngờ nhưng lại ảnh hưởng đến tâm tư của nhiều người. Bên phía Nam Khánh vẫn chưa có phản ứng gì, còn bên phía Bắc Tề đã khó mà giữ được bình tĩnh. Hải Đường là đệ tử mà Khổ Hà yêu thích nhất, là tiểu sư cô nhỏ thân thiết nhất với Hoàng đế Bắc Tề, còn là vãn bối được Thái Hậu Bắc Tề yêu mến nhất. Một nữ nhân thần kỳ, tài năng xuất chúng như thế, mang hình tượng người giữ thiên mạch như thế, gánh vác trách nhiệm nâng cao tinh thần của dân chúng. Bắc Tề gia tăng sĩ khí cả quốc gia, nhưng trong lời đồn đại, lại muốn gả cho Nam Khánh. Sự thực này khiến nhân dân Bắc Tề phẫn nộ, cũng khiến hoàng gia Bắc Tề luống cuống. Hơn nữa, những người ở vị trí cao như vậy đương nhiên biết địa vị của Phạm Nhàn tại Nam Khánh. Cũng biết vai trò không vẻ vang gì mà Phạm Nhàn đã đảm nhiệm trong sự việc trước đó, hoàng đế Bắc Tề rất tán thưởng Phạm Nhàn. Nếu nói kỹ hơn thì ít nhất cũng là một fan cứng của Thạch Đầu Ký, gọi tắt là Thạch Bu.
Khổ Nỗi tuy Hoàng Thái Hậu tuổi tác không lớn nhưng tính cách lại khá cố chấp, Thái Hậu sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Trong vấn đề của Thẩm Trọng, trong vấn đề của Sam Hổ, trong vấn đề của chỉ huy sứ Cẩm Y vệ trấn Ti Phủ, Hoàng đế trẻ tuổi của Bắc Tề đã thành công ép mẫu thân mình phải nhượng bộ. Nhưng đối với những vấn đề liên quan đến hôn nhân, đến danh dự, mỗi lời nói của Hoàng Thái Hậu Bắc Tề vẫn mang sức mạnh tuyệt đối, tiểu Hoàng đế Bắc Tề cũng không cách nào chống lại. Huống hồ, tận sâu trong tư tưởng, tiểu Hoàng đế Bắc Tề cũng chưa chắc đã muốn Hải Đường sẽ gả vào Phạm Phủ. Đầu tiên là vấn đề về khoản bạc khổng lồ lên tới mấy triệu lượng, thứ hai là vấn đề về tâm tư của tiểu Hoàng đế. Vì vậy, trong vấn đề này tiểu Hoàng đế kiên quyết giữ im lặng, còn người quyết định lại là Hoàng Thái Hậu. Quan điểm của Hoàng Thái Hậu rất đơn giản, đường đường thánh nữ một quốc gia, sao lại có thể bị cuốn vào những lời đồn đại ô uế mà không thể tự thoát khỏi. Đóa đóa mà mình yêu quý nhất, sao nhất định phải gả cho gã vô lại phạm nhàn theo cách không danh không phận như vậy được. Vì vậy, Hoàng Thái Hậu đã cử một đoàn người do Lang Đảo dẫn đầu, phải mời bằng được Hải Đường về Bắc Tề. Đồng thời còn lựa chọn trong nước, tìm cho Hải Đường một cuộc hôn nhân trông có vẻ môn đăng hộ đối. Nói chung, dù thế nào đi chăng nữa, cũng không thể để Hải Đường gả cho Phạm Nhàn. Đây là mong muốn của toàn bộ Bắc Tề. Về việc kết hôn của Hải Đường, Hoàng Thái Hậu đã hứa gả cho con trai của Trường Ninh Hầu, cháu ruột của mình, Đại Thống lĩnh Cẩm Y vệ, Vệ Hoa Đại Nhân. Hai người tuổi tác tương xứng, Vệ Hoa lại là một thần tử có năng lực, địa vị cũng cao, quả là một cặp trời sinh. Chẳng qua Vệ Hoa cũng không phải kẻ ngu, đầu tiên hắn tuyệt đối không muốn cưới một nữ nhân lợi hại hơn mình nhiều vào nhà. Thứ hai, hắn tuyệt đối không muốn đắc tội với Phạm Nhàn trong vấn đề này. Mọi người đều biết, Phạm Nhàn thừa kế một tính cách kỳ quái từ Trần Bình Bình, đó chính là bao che tới cực hạn, cũng thù dai tới cực hạn. Đoạt thê tử của người ta, đây là mối thù nặng nề đến mức nào? Mỗi khi Vệ Hoa nghĩ đến những việc Phạm Nhàn đã làm ở Bắc Tề, cho dù xung quanh toàn hộ vệ trong Cẩm Y vệ, hắn vẫn cảm thấy trong lòng ớn lạnh. Có điều, cho dù Vệ Hoa có muốn cưới hay không muốn, hắn cũng không có gan làm trái ý chỉ của Thái Hậu. Hắn chỉ có thể thông qua mật thư của Cẩm Y vệ, gửi tới giám sát viện ở phía nam một bức thư mà mình tự viết. Giải thích việc này cho Phạm Nhàn, đồng thời cảnh báo việc này, tranh thủ tự tách mình ra khỏi mọi rắc rối. Các bạn đang nghe truyện Khánh Dư Niên của tác giả Miêu Nị tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 649, Đàm Phán Với Đằng Nhà Vợ, 2. Nhưng đoàn người xuống phía nam vẫn tới, có người bất chấp suy nghĩ của người khác như Lang Đào, còn có nữ đệ tử của Lang Đào, muội muội của Vệ Hoa là Vệ Anh Ninh. Vệ Anh Ninh quý mến Hải Đường, giống như tất cả nữ nhân ở Bắc Tề. Cô vẫn cho rằng vị đề ti ở giám sát viện phía nam đã dùng những thủ đoạn không thể chấp nhận được để khiến Hải Đường ở lại Tô Châu. Khi biết được rằng Thái Hậu đã hạ chỉ để biến Hải Đường sư cô thành chị dâu của mình, cô là người hứng khởi nhất. Cho nên sau khi đến Khánh Quốc, cô nương này lại trở thành người phẫn nộ nhất. Nhìn từ một góc độ khác, những việc mà Phạm Nhàn đã làm, những lời y đã nói, đối với nhà chồng tương lai của Hải Đường, Trường Ninh Hầu phủ kia đều là một loại sỉ nhục không thể chịu đựng nổi. Chính vì thế, Vệ Anh Ninh mới có biểu hiện kích động như vậy. Cô nàng có thể kích động, nhưng không có nghĩa là sư phụ của cô, Lang Đảo cũng sẽ kích động. Lang Đảo là đồ đệ đầu tiên của Khổ Hà, là một nhân vật có tên tuổi trong thiên hạ, đương nhiên biết rõ vì sao Thái Hậu sai đám người bọn mình tới Nam Khánh. Do đó sau khi qua sông Vụ Đồ, đi thẳng xuống phía Nam, nhưng lại dừng chân ở Ngô Châu chứ không trực tiếp tới Tô Châu đón Hải Đường về nước. Việc Hải Đường có quay trở lại hay không, không chỉ đơn thuần là chuyện của Hải Đường sư muội, mà còn liên quan đến chuyện của người trẻ trước mặt này. Lang Đào nhìn khuôn mặt tuấn tú tuyệt luân của Phạm Nhàn, không thể kìm lòng thở dài một tiếng. Nếu đám người bọn mình đến Tô Châu đón Hải Đường về nước, bất luận bản thân Hải Đường sư muội có đồng ý hay không, nhưng không có sự cho phép của Phạm Nhàn, mối thù này kết là kết chắc rồi. Thiên hạ ngày nay ai ai cũng biết, tiểu Phạm đại nhân của Nam Khánh và thánh nữ Hải Đường của Bắc Tề chính là một cặp đôi do trời đất sắp đặt.
Ngay cả lang đảo đầy kiêu ngạo cũng không dám kích thích Phạm Nhàn quá mức trong vấn đề này. Nếu không được Phạm Nhàn cho phép, họ muốn đưa Hải Đường trở về Bắc Tề sẽ phải đối mặt với sự bao vây và truy vào của quân đội Nam Khánh. Do đó, hắn đã cho đoàn người dừng lại tại Ngô Châu, muốn gặp mặt Phạm Nhàn một lần, thông báo về việc này. Nhưng rõ ràng Phạm Nhàn lại biết những người này đang ở Ngô Châu mà lại trốn tránh không gặp. Điều này cũng là bình thường, nếu biết nhà mẹ đã cử người đến để yêu cầu vợ mình lấy người khác, ai có rảnh mà để ý đến. Không phái quân đội đến giết sạch đối phương là tốt lắm rồi. Đây chính là Phong Bạt và Khúc Dạo, đầu của chuỗi xung đột trên quán rượu. Trong quán rượu, đám người Bắc Tề nghe lời nói ngả ngớn của Phạm Nhàn, đặc biệt là cô gia gì đó, đều không khỏi sinh lòng tức giận, nghĩ thầm người Nam Khánh quả nhiên vô sỉ. Ngay cả một người như Phạm Nhàn cũng không thể thoát tục, hành động của họ luôn có phong cách đê hèn. Làm gì có ai không có lệnh của cha mẹ mà dám tự tiện đặt chuyện nam nữ trên miệng như vậy? Lang Đào lại hiểu rõ về Phạm Nhàn, cười khổ một tiếng nói, rõ ràng ngươi biết chuyện này là không thể, sao cứ cố chấp như vậy? Phạm Nhàn vuốt mũi, như thể đang ngửi thấy mùi gì đó không mấy dễ chịu, cười lạnh nói, đại sư huynh, ta thật sự không hiểu ngươi nói về chuyện gì. Lang Đào là đại sư huynh của Hải Đường, vì vậy Phạm Nhàn vẫn nói năng khá tôn trọng. Nhưng câu nói này rơi vào tai Vệ Anh Ninh lại khiến cô không khỏi kích động, hóa ra mình thật sự là cháu gái của đối phương. Lang Đào suy nghĩ một lát, mỉm cười, vỗ tay một cái, bảo các đệ tử của mình đều rời khỏi quán rượu. Phạm Nhàn cũng cười phá lên, hất vạt áo, rất tự nhiên ngồi xuống đối diện với hắn. Đã có thuộc hạ trong giám sát viện mang trà tới, hai người ngồi đối diện nhau mà không nói một lời. Nửa khắc sau, Lang Đào mới nói với vẻ ôn hòa, cho dù người cố tránh không gặp, nhưng ta vẫn phải xuống Tô Châu. Phạm Nhàn gật đầu, mỉm cười nói, cảnh sắc của Tô Châu không tệ, ta và Đoá Đoá thường xuyên đi dạo phố, đều rất thích nơi đó. Ánh mắt Lang Đào dần nghiêm nghị, hắn thay đổi chủ đề nói, có rất nhiều việc, không phải ngươi muốn thế nào thì có thể làm thế nấy. Phạm Nhàn tránh không trả lời, mà nói thẳng, nói tới cuộc đời ta thì chưa từng có việc gì ta muốn làm mà không thực hiện được. Đã là không đúng ý thì nửa câu cũng là nhiều. Lang Đào nhíu mày, không biết phải làm sao với tên vô lại này. Hắn có thể đoán được một chút suy nghĩ của Hải Đường, cho nên càng cảm thấy nhiệm vụ mà Thái Hậu ban xuống này thật vướng tay vướng chân. Phạm Nhàn nhìn hắn một cái, mỉm cười nói, Thái Hậu Bắc Tề yêu cầu ngươi tới Tô Châu, ngươi cứ tới là được. Còn có đón được hay không, liên quan gì đến ngươi? Các bạn đang nghe truyện Khánh Dư Niên của tác giả Miêu Nị tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 650, Đàm Phán Với Đàng Nhà Vợ, 3. Lang Đào nghe câu này, suy nghĩ một hồi, nhưng cuối cùng lại mỉm cười. Trong nụ cười ấy mang theo một ý vị cao thâm khó lường, ngươi tự tin như vậy, liệu có phải đã kết luận là Đoá Đoá sẽ không theo ta về nước? Phạm Nhàn im lặng, không nói gì. Trong vụ việc này, ý chí của Hải Đường chiếm vị trí quan trọng tuyệt đối, không ai có thể thay đổi được gì. Cho dù là một quốc gia như Bắc Tề hay bản thân y, cũng chỉ có thể mưu đồ gây ảnh hưởng tới lựa chọn của cô mà thôi. Lang Đào nhẹ nhàng nói, có lẽ ngươi đã hiểu lầm một điểm. Ta đến Ngô Châu gặp ngươi, không phải vì cần ngươi giúp ta thuyết phục. Sư muội, ta chỉ muốn cho ngươi biết, chúng ta chuẩn bị đón sư muội trở về. Đây là vấn đề về lễ nghi, không phải đến để xin ý kiến ngươi. Phạm Nhàn khẽ cắn răng, lạnh giọng nói, vấn đề của nàng ấy, chẳng lẽ lại không phải vấn đề của ta? Chỉ sợ, sư muội lại không nghĩ như vậy. Lang Đào mỉm cười nhìn y, ta là huynh đại sư huynh đã trông sư muội từ nhỏ đến lớn. Tuy bây giờ ngươi giao hảo với sư muội, nhưng suy nghĩ thật sự của muội ấy, chỉ e ta vẫn là người hiểu rõ hơn. Sư muội là người kiêu ngạo, ngươi nghĩ thử xem, sư muội có ở lại Tô Châu mãi không? Phạm Nhàn lại tiếp tục trầm mặc. Y biết Lang Đào nói đúng, tuy vẻ ngoài của Đoá Đoá trông như thôn nữ, ứng xử ôn hòa, nhưng do năng lực cường đại của bản thân mà tận trong xương tủy lại bồi dưỡng được một lòng tự tin mạnh mẽ và kiêu ngạo. Để một nữ nhân như vậy ở lại Tô Châu chờ đợi mình,
đúng là khó khăn. Mấu chốt nhất là Phạm Nhàn tự hỏi mình, cho đến giờ y vẫn chưa thể đưa ra lời hứa hẹn nào với cô. Đây là câu chuyện tình yêu, đây là câu chuyện của ngựa giống. Thực ra đây chỉ là câu chuyện giữa người với người, có phần u sầu, có phần bất đắc dĩ. Muội ấy là con dân của Bắc Tề, Lang Đào chăm chú nhìn vào mắt Phạm Nhàn, nhẹ giọng nói, đây không phải là khái niệm mà ai đó gán cho sư muội, mà là nhận thức từ khi sư muội còn thơ ấu. Khi lợi ích của sư muội xung đột với lợi ích của triều đình và dân chúng, sư muội sẽ lựa chọn ra sao, chắc người có thể đoán được. Phạm Nhàn đột nhiên cau mày mở miệng phản bác, các người đã bao giờ tôn trọng ý kiến của cô ấy chưa? Không đúng, Lang Đạo trực tiếp bác bỏ, chẳng qua. Ngươi luôn gây ảnh hưởng đến ý kiến của muội ấy. Phạm Nhàn hơi tức giận, vỗ bàn phản đối, lũ người các ngươi chẳng có lý lẽ gì cả. Lang Đạo nhìn y, không nói một lời, khá lâu sau, mới phá vỡ bầu không khí im lặng, cười lạnh nói, ngươi có cho sư muội của ta cái gì? Ta không quan tâm đến việc Thái Hậu hay Sư Tôn nghĩ sao? Nếu ngươi có thể lấy sư muội, ta sẽ đứng về phía các ngươi. Câu này được nói ra cực kỳ khí phách, mạnh mẽ hùng hồn, khiến người ta không dám hoài nghi. Phạm Nhàn đáp lại, ta khổ cực làm mọi việc để tạo ra cục diện như vậy, chỉ để ngày sau sẽ cô ấy. Lang Đạo như cười như không hỏi, ngươi định cưới như thế nào? Bỏ thê tử hiện giờ của ngươi chắc. Đây là Ngô Châu, quê hương của Lâm Nhược Phủ. Phạm Nhàn là cô gia Ngô Châu, là quê hương của Uyển Nhi. Bất luận Uyển Nhi hay Hải Đường đều không phải nhân vật có thể làm thiếp cho người khác, còn Phạm Nhàn cũng không có cách nào giải quyết được vấn đề này. Rất lâu trước đây, y đã từng chế nhạo trưởng công chúa, cho rằng tầm mắt đối phương hạn hẹp là do bản thân đối phương có hạn chế. Bây giờ y mới buồn bã nhận ra mình cũng có những giới hạn. Bản thân không bằng Diệp Khinh Mi, không bằng người mẫu thân của mình. Y đặt mình xuống trên thế gian này, nhưng tạm thời không thể phá bỏ lực cản của thế gian. Nhìn Phạm Nhàn, Lang Đạo điềm nhiên mỉm cười, đến Ngô Châu chỉ là tuân thủ lễ nghi, thông báo cho ngươi biết, dù sao trong Nam Khánh, mối quan hệ giữa ngươi và chúng ta mới là thân thiết nhất, cũng không tiện lừa đối ngươi đi làm những việc này. Thành thật mà nói, nếu chúng ta đến Tô Châu, chắc chắn Đoá Đoá sẽ đi cùng. Phạm Nhàn im lặng, suy nghĩ về tính cách và tâm trạng của Đoá Đoá, biết rằng Lang Đạo không nói sai. Đoá Đoá, cô ấy, quá thông minh cho nên quá ngốc nghếch, quá từ bi cho nên quá tàn nhẫn với chính mình. Các người tới Tô Châu đi. Không biết liệu có phải Phạm Nhàn đã hiểu được điều gì không? Y mỉm cười nói. Lần này đến phiên Lang Đạo ngớ người. Phạm Nhàn nói một cách ôn hòa. Ta đã suy nghĩ kỹ càng. Trong chuyện này quá ích kỷ cũng không tốt, khiến nàng phải gánh chịu áp lực từ cả một quốc gia, cũng không tốt. Về thì cứ về, cũng như về nhà mẹ đẻ. Lang Đạo đánh hơi thấy một chút không chắc chắn từ lời nói của y. Phạm Nhàn tiếp tục cười nói, về Bắc Tề thì đã sao? Người cũng biết sư muội của ngươi mà, làm sao cô ấy chịu gả cho Vệ Hoa được? Thái hậu nhà các ngươi nghĩ quá đơn giản. Lang Đạo chỉ biết thở dài. Các bạn vừa nghe xong tập 65 của bộ truyện Khánh Dư Niên của tác giả Miêu Nị tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.